Hello mọi người, chúng ta cùng đến với trận đấu đôi nam của giải cầu lông Badminton Unlimited do Quốc Việt Badminton tổ chức. Phía gần màn hình là cặp đôi Lê Văn Tú và Đào Mạnh Thắng. Phía xa màn hình là cặp đôi Tuấn Anh và Dương Thiều. Tuấn Anh và Dương Thiều vừa giành chức vô địch của giải cầu lông vô địch tỉnh Bắc Ninh sau chiến thắng khá xít sao và may mắn. Có phần may mắn trước cặp đôi số 1 Việt Nam là Tuấn Đức Hồng Nam. Đây sẽ là một trận đấu rất hay. Sau một thời gian vắng bóng trong các giải đấu cầu lông thì Lê Văn Tú đã trở lại. Chúng ta cùng theo dõi xem Lê Tú sẽ thi đấu với phong độ như thế nào. Và bây giờ thì Hồng sẽ sang bên kia live stream trận đấu khác đây. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hey!
Thank you.
Thank you.
24, 24.